Con chào bác Thương Quý Binh, Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Thống. Hôm nay bác Thống khỏe không bác Thống ơi? Dạ, cảm ơn cô, khỏe lắm. Rồi 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 rồi, bác khỏe, con cũng mừng bác Thống ơi. Bác làm ơn giới thiệu cho con, ngày xưa bác đi lính á, là tên họ đầy đủ với giấy tờ lính là gì, số quân và binh chủng gì, bác nói giùm con nghe. Coi như là ngày nhập ngũ ngày 20 tháng 4 năm 7. Chú không cần đọc ngày Hả? nhập ngũ, không cần đọc. Bây giờ con hỏi Hả? chú tên gì, ngày xưa đi lính tên gì? Rồi rồi. Rồi. Nguyễn Thống á, Rồi, số quân. Phước thượng đặt quân luôn. Tôi là pháo binh Việt Nam Cộng Hòa, tôi là Nguyễn Thống, số quân 55669 549, Dạ được rồi. chưa? Rồi Được rồi chưa? rồi, Rồi 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 rồi. chú binh chủng nào? Địa phương quân ở đây, Rồi, chú tiểu nói đoàn 220, à tiểu 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 đoàn 220 địa tiểu phương khu quân. Rồi, ở tiểu khu Phú Yên, ngày rồi xưa ngày 27 tháng 1 năm 73 chú bị nè, mất. chú không cần đọc đâu, chứ chỉ con hỏi cái gì chứ trả lời giùm con thôi, biết sao không? Tại vì nhiều cái thông tin chú đọc á, nó bí mật thông tin của chú, con không muốn nó bị lộ nha. Rồi 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 bây giờ con nào hỏi chú nè, chú bị thương mất phần cơ thể nào trên người? Coi như mất đi một chân rồi, coi trên đầu gối rồi, qua đầu gối rồi. Rồi cụt một chân ha, cụt một chân phải. Dạ dạ rồi, con thấy rồi, con thấy rồi, có hình rồi. Rồi chú bị năm mấy vậy chú? Coi như ngày 27 tháng giêng năm 73, ngày gỡ cờ đó, ngày mà gỡ cờ giữa các Bình Dân á, Ngày mà hiệp định, ký hiệp định đó hả? gỡ cờ của mấy ông nội này nè, ông treo dân dân Bắc Bình á. Rồi 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 chú ơi, hôm nay con có thay mặt gia đình của một bác mũ đỏ nhảy dù. Bác ấy mới qua đời. Bác ấy là một đại đội trưởng đại đội 73 tiểu đoàn 7 nhảy dù. Bác ấy mới qua đời hưởng thọ 87 tuổi. Thì gia đình bác ấy có gửi quà về cho chương trình. Là cho nên con gửi quà đó về cho chú ha. Thì gia đình đó là gia đình của bác Đàm Trọng Toàn, là một sĩ quan của binh chủng nhảy dù, là mới vừa qua đời ngày 3 tháng 6 đây nè. Cho nên nó là 100 đó, đó là con thay mặt gia đình của bác Đàm Trọng Toàn đó, mà mới qua đời để gửi về ỷ lạo chú. Thì con xin phép hỏi chú đã nhận đầy đủ chưa? Chú đã nhận đầy đủ 100 đô la chưa? Đây 100 đô la đây cô, À rồi nhận rồi đủ rồi rồi, cảm rồi ơn. rồi rồi rồi. Rồi, cảm ơn gia đình luôn nhé. Chú ơi, đó là 100 đô la của gia đình bác cố sĩ Rồi. quan Việt Nam Cộng Hòa Đàm Trọng Toàn gửi về ỷ lạo chú nha. Dạ. Cảm ơn bác gì bác Toàn hả? Trọng Toàn Gia đình của bác đây rồi Đàm cô. Trọng Toàn. Rồi 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 con kính chúc bác nhiều sức khỏe nha. Rồi bác có lời thành kính phân ưu nào đến gia đình bác Toàn, bác muốn nói không? Bác nói đi, con chuyển lời giùm. Thì bây giờ có lời thành kính, nói là như này, không biết gia đình thật nhưng mà bây giờ cô nói gửi lời qua chia buồn gia đình ha, rồi nên còn lại thì thành viên, những gia đình thành viên còn lại thì chúc gia đình sống vui vẻ nha. Rồi chú cũng luôn vui khỏe và bình an nha chú nha. Cảm Rồi ơn rồi rồi, cô. cảm ơn chú là người lính Việt Nam Cộng Hòa nha. Dạ 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 dạ. Chú muốn nói gì nữa không? Trước hết là con giờ là hết rồi, nhưng mà con nói về cô á, chúc sức khỏe cho gia đình cô và con cháu vô gia đình vui vẻ nha, Dạ sống dạ. hạnh phúc. Dạ 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 chứ dạ 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 dạ